người phụ nữ Mỹ bỏ mặc con 16 tháng tuổi một mình để đi du lịch. Người phụ nữ ở Ohio bị buộc tội giết người sau khi bỏ mặc con gái nhỏ ở nhà một mình trong 10 ngày để đi du lịch. Crystal Candelario, 31 tuổi, khai với cảnh sát cô ta bỏ mặc con gái Jaylin, 16 tháng tuổi, không có người chăm sóc để đi nghỉ ở Puerto Rico và Detroit. Khi về đến nhà, Crystal cho biết con gái bị mất nước nghiêm trọng. Tại khu vực quê em bé, những chiếc chăn bị bẩn và đệm lót đầy phân và nước tiểu. Nhà chức trách cho biết đứa trẻ đã chết khi được phát hiện vào ngày 16 tháng 6, trên cơ thể không có dấu hiệu bị chấn thương. Văn phòng giám định y khoa hạt Kuzaha đang giám định thi thể bé gái để phục vụ điều tra. Một người hàng xóm cho biết đây không phải lần đầu tiên Crystal để con ở nhà một mình. Chúng tôi liên tục nhắc cô ấy không được bỏ đứa bé một mình, nhưng cô ấy luôn làm vậy, người này nói. Hàng xóm cho biết Crystal sống với hai cô con gái và bố mẹ nhưng gần đây, bố mẹ Crystal đã đưa cháu gái lớn đi nghỉ cùng họ. Crystal đang bị giam tại nhà tù Kuzaha với số tiền bảo lãnh 1 triệu USD. Crystal từng là nhân viên trường tiểu học ở Cleveland nhưng bị sa thải từ tháng 11 năm 2022.